anh em mình là Bimu đến game này mình sẽ chơi The Strongest Battleground ha. Rồi thì tập trước anh em ủng hộ mình cái series này khá là tốt, cho nên là tập này mình sẽ tiếp tục chơi. Và ngày hôm nay mình chơi cái một trong những cái gọi là cái siêu anh hùng mà nó trong One Punch Man ha, một cái siêu anh hùng gọi là mạnh nhất luôn. Đó đó mà. Và hiện tại thì mình đã chơi qua 5 phút rồi, cho nên là mình cũng hiểu sơ sơ cái chiêu đó rồi. Và mình thấy là cái chiêu con này nó khá là khó chơi, và chiêu chúng chưa thức tỉnh nó khá là bèo anh em. Cho nên là mình hôm nay mình sẽ ráng mình cùng Hinh San đấm bay cái bản đồ nha. Rồi thì San nó nói giờ mình nói đi chứ giờ anh em vô đánh rồi thôi. Giờ tôi vô là sẽ cố gắng đi. Ok, tích đuổi em ơi. Woohoo. Ê, Trang. Cuộc đắng. Ok. Tất được nhiêu rồi San. Ok. Woo. Đâu. Ủa rồi, chạy quá. Chạy, không dỡ được đâu rồi. Ok. Cái gì vậy? What the fuck? Ê! Sao đây? Ôi đi! Sao đây? Không gì không? Ủa gì vậy? Bấy màu ơi! Từ không phải đi một lắm rồi. Ê, sai từ từ, tích lên đỏ, đừng có sai giỏi nha. Hai ngày cũng sai luôn á. Giờ tôi với ông đi tìm ở giờ đi đánh tụi nó không? Giờ đi đánh tụi nó không à? Chưa được. Ông làm ăn đi. Sát. Rồi, máy rồi, chịu mày quá. Bị cái tơ. Sao đây, cái chi nó bèo quá. Bẩn như. Nó bẩn như sao? Ok. Ôi ôi, cái này nó mèo quá. Úi trời ơi, rồi. Cái gì nó mèo lắm sao ơi. Rồi, nghĩ xong. Ôi, chạy đúng rồi mà. Cái gì vậy trời, bị hủy chiêu luôn rồi. Sao? Rồi. Đồng sao ơi. Đồng luôn. Có rồi ông ơi. Ok, bật lên chạy ra đây. Rồi. Trời ơi, bật lên luôn. Rồi, số 3 nha. Lên trên đây. Rồi, đi không? Lên đâu ơi. Ui, trời ơi.
Rồi. Ôi giời ơi. Ủa, hình như là nãy giờ ông với tôi mới chứ. À! Cứu tôi đi. Em như ông ăn hết luôn ấy. Tôi không kêu được như nào luôn ấy. Ủa giời ơi. Cái gì mà nó khó vậy? Khó quá ông ơi, khó quá ông ơi. Ok. Đừng đánh tôi. Rồi, đánh ông đâu. Đi, kìa ông ơi. Rồi, đúng luôn ra đây. Ủa. Gờ nó chứ, cây rồi chứ, anh ta ơi. Úi dồi ôi, bọn mẹ kinh quá. Từ từ, tích nổi đây, tích nổi đây. Ê, bà mẹ bị. Ủa cái gì vậy, trúng bà, what the fuck. Ok đâu. Rồi xong, anh ơi. Có thằng luôn, hai thằng luôn, con bánh. Thằng luôn, anh ơi. Ôi tôi đang phải sửa cái thằng này ông ơi. Đi ủi rồi không tới được. Úi xồi ôi. Sao tôi đang kiểu này không tính nổ được đây. Không tính nổ được. Úi xồi ôi. Trời ơi. Coi thế đi. Lên. Khổ quá ông ơi, khổ quá ông ơi, bọn này nó vừa rồ quá, bọn này nó vừa rồ quá. Bây giờ là cách vậy, bây giờ là cách để tích đơn, còn nhìn nhớ là chỉ có đánh đi ra cái con tụi mình. Nhưng mà sao đây? Ok. Ủa cái gì vậy? Cái chiên nó bị, sao okay. Cái chiên nó bị chiên? Ok, ta giống, em nghĩ sao? Ta giống em mày à? Ok ơi, nhưng mà cái chiêu nó xài không có được, what the fuck? Không phải là sao không được không hả? Nó hơi khó hả? Quen. Trời, cái chiêu nó bị phá dễ dàng quá hả? Ừ. Sao ơi, tôi không chịu được. Hả, cái gì vậy? Mới nằm dậy luôn trời. Ok. Mà nó chán hàng chai nữa. Cay được chứ. Úi trời ơi, hít bóc ơi là hít bóc. Còn chút nữa. Rồi. Yes sir. Ngon lành. Ôi, sao?
Lần này là Q4 mấy tên niên này cay rồi, về sơ, Thanh ơi, Q4 ok ok ok. Ây, chẳng ca nữa má, cay má. Tích nổ tiếp. Oh shit. Ê ông ơi, giờ tụi ông. Giờ tụi ông xài skill 4 không? Giờ. Đúng rồi, xài skill 4. Ok luôn, giờ sơ. Ok. Nhưng mà bây giờ hiện tại nó đông quá sao ơi. Cái thằng hiện tại mình phải dồn anh em à. Ok. Cái thằng quyết này nó đồ cái chân cái gì hết rồi. Công châu mình ăn anh em thấy không? Tin à. Sắp được rồi. Ok, thằng ấy ở thằng này vô duyên hết nhờ. Thằng này vô duyên, chết mẹ, vô duyên không mày. Ok. Tôi còn xíu nữa là tôi đủ. Mình tích nãy giờ mình chưa được cái gì đâu. Thôi. Không sao ơi, tôi đổ rồi nè, tôi sắp đổ này. Đâu, còn xíu nữa. Bây giờ từ từ ơi, chưa đừng vội ơi. Kệ, thằng nào lấy con nó mi, thằng nào lấy con mi đúng không? Quốc sao đây? Này rồi. Đó, sắp đổ rồi.
Vô bạn tao này. Rồi 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 vô 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 vô. Rồi ok. Bốn. Rồi ok. Ok. Yeah. Mẹ ơi, đụng chứ đâu. Ôi trời ơi. Lắc mẹ cái mà tao đây. Giờ chỗ này nó chiến trường rồi, giờ chỗ này chặt chiến trường rồi đi ơi. Ôi mày, giờ chỗ này thành chiến trường rồi. Ok. Ôi đi em ơi. What? Giờ chỗ này nó thành chiến trường rồi. Ôi. Ok em ơi. Sợ em ơi. Ê, sao đi? Sao? Trời, chỗ này nó thành chiến trường rồi. Ok. Giờ mình đi đám tụi này để mình lấy tinh hồn à. Đúng là không dành cho người mới không á.
nói thẳng ra là first anh ơi. Rồi, không, không, không phải first đâu mà. Cái này. Spider nha. Bye.